khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Mẹ làm tạp vụ hỏi vay tiền để đóng học cho con vừa mới đỗ đại học, nhưng lại bị công ty từ chối thẳng thừng và cái kết. Không biết xoay sở ở đâu ra một khoản tiền để đóng học cho con, người mẹ này đã đánh bạo hỏi vay công ty, thế nhưng lại không được chấp thuận. Chị LTAT làm nhân viên tạp vụ cho một công ty địa ốc tại quận 6, TP.HCM đã 3 năm. Con trai của chị là LTS đã đỗ vào một trường đại học y trên địa bàn thành phố. Cho dù là có thu nhập không cao, thế nhưng chị Thi vẫn tìm cách để trang trải cuộc sống của cả hai mẹ con. Và hiện tại chị và con trai đã được ở miễn phí trong một căn hộ chung cư do công ty hỗ trợ. Tuy nhiên thì với mức thu nhập của một người nhân viên tạp vụ, chị Thi không thể lo ngay được khoản phí đóng học cho con là tới gần 16 triệu đồng. Theo lời của chị Thi chia sẻ, hoàn cảnh của chị rất đỗi khó khăn. Khi con được mới hơn 1 tuổi thì chồng chị mất, chị ôm con về ở với cha mẹ. Cha mẹ chị làm ăn thua lỗ, bán nhà, ở nhà thuê, rồi cha mẹ chị cũng qua đời. Khi biết kết quả thi vào cuối tháng 7, chị Thi đã tính chờ cho thành phố hết giãn cách, sẽ ra ngân hàng chính sách xã hội để vay tiền cho con đóng học phí rồi trả dần. Con trai chị cũng dự tính sau này sẽ đi làm gia sư để đỡ đần gánh nặng cho mẹ. Tuy nhiên thì cách đây vài ngày thôi, khi con chính thức có tên trong danh sách trúng tuyển và có thông báo đề nghị đóng học phí khi làm thủ tục nhập học, lúc này chị rất lo lắng, không còn cách nào khác đành đánh bạo hỏi vay công ty. Và rồi, vào một sáng thứ bảy, chị Thi vào ca làm việc trong tâm trạng rối bời. Trên tay chị là lá đơn xin công ty cho vay 14 triệu đồng để đóng học phí cho con. Chị nói, theo thông báo của phía nhà trường thì đầu tuần tới nhập học là phải đóng tiền luôn, cả học phí và một số khoản khác là gần 16 triệu đồng. Việc vay tiền công ty là điều trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến vì tôi làm tạp vụ ở đây đã được quan tâm. Hơn nữa thời điểm dịch bệnh như thế này tôi vẫn có được công việc, không bị giảm lương, nên không muốn vì việc của mình lại trở thành gánh nặng cho công ty. Nhưng sau khi biết thời hạn nộp tiền gấp gáp quá, không biết vay mượn ở đâu nữa thì tôi mới đánh liều. Cầm lá đơn trên tay, chị Thi đến gặp bộ phận nhân sự và trình bày với mong muốn công ty sẽ trừ dần số tiền vào lương mỗi tháng là 1 triệu đồng. Trưởng bộ phận nhân sự sau khi chuyển lá đơn cho tổng giám đốc. Tổng giám đốc này duyệt nhưng không ký ngay mà lại cầm lá đơn đi qua phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Lá đơn của chị Thi không được công ty chấp thuận, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Chị Thi nói rằng bộ phận nhân sự báo lại là chủ tịch công ty không đồng ý cho vay tiền mà công ty sẽ khen thưởng cháu 50 triệu đồng và trợ cấp mỗi tháng 3 triệu đồng cho đến ngày cháu ra trường thì thôi. Ngoài ra thì vị chủ tịch cũng nhắn gửi thêm là hãy tiếp tục nuôi dạy con thật tốt. Thùy Trang, doanh nghiệp niêm yết, Vietnambiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.